Ai mà ở thôn quê chắc chắn là biết rồi. Chấm muối nha. Mời mọi người ăn nha. Hello, chào bạn, chào mừng con đã quay trở lại với channel mình nhé. Mình là Trung Miêu đây. Lâu lắm rồi mình chưa ra vlog đúng không? Đấy, cũng khá lâu đấy, mấy tuần nay rồi nhỉ? Gần một tháng rồi. Điền mấy tuần? Hai tuần gì đấy. Đấy, như hôm nay thì mình sẽ đi cái này làm vlog chơi chơi thôi chứ giờ mình hẹp ý tưởng lắm. Giờ đi học về bối rối cả đầu sao nghĩ được ý tưởng đúng không? Nhà bên cạnh nhà xóm có cây du ra đây. Đây cây du ra đây, mọi người biết cây du ra không? Đấy. Thì hôm nay mình sẽ ăn du ra nha, chín rồi, du ra chín rồi kiểu. Ăn trộm, nhà có ai nhà đâu, đâu thằng kia rồi, thằng kia chào rồi ở kia kìa. Cái thằng ngã đó nha. Chào đi trên đây chứ ai anh thì chào lên đấy chưa. Ừ vòng này tích bất man. Mình vừa mới đi đám con bạn của mình về xong đấy. Con bạn mình 2 con 4 cưới rồi. Tay thì mới cưới. Đấy, mới đi đám về mà. Nếu mà hôm sáng mà mình không đi đám, mình đi đám từ mấy nhỉ? Mình đi đám từ lúc sáng từ 7:30 đến 1 giờ, gần 2 giờ là mình về đến nhà. Không thì sáng thì mình làm ở nhà mình nghĩ tưởng thì cũng được đấy. Nhưng mà giờ về thấy bọn này sang rủ bảo đi quay video. Ok thì đi quay video luôn. Nhà nghèo. Ừ, nhà nghèo. Nhà nghèo thì chả có ý tưởng nào mà gọi là đầu tư đâu. Đấy chào lên mất đi. Kiểu là có gì thì quay vậy mọi người. Tất cả mọi người có ý tưởng gì thì comment. Ừ đúng rồi, mà mọi người nào mà có ý tưởng độc đáo gì cứ comment xuống nha để xem VTT Vlog chúng mình làm nha. Diều hâu chưa? Mọi người thấy diều hâu chưa? Cái con bay trên trời chưa? Diều đây. Đấy. Gió này cũng thổi rét này. Ra làm gì cứ chào lên mất đi. Bà này chỉ đang bắn cái pha trong nhà. hai thằng niệm nhập này. Hả? Mày cứ chào lên đi. Có lẽ là không chào. Chờ chú chào lên đây. Không phải chặt mày điên à? Mày chào lên kia là mày chào lên cái cạnh kia nữa, chào mày bẻ luôn cái ngành gì cái cạnh kia. Chặt. Tao bảo chặt rồi, tao vừa chào lên đây xong. Ta đâu? Cái này rất nguy hiểm. Cần muối không? Có cần muối không? Có à. Muối đâu? Lên nó sẽ càng rẻ lắm này. Cần muối. Ở ngoài kia có khoảng sung nữa kìa. Biết được đi cầu khí. Cầu khí cái gì? Cái cầu khỉ nó không có cái cây. Mèo không? Không có cái cây xà để đi. Đây là vườn bên nhà mình nhá. Bên vườn nhà mình đấy. Đấy, đằng sau nhà mình. Đợt trước là có một cái cây ấy đây này. Cái cây nhỉ? Cái... Chỗ đẻ. Có cái cây nhãn ở đây này. Đấy mình bắt cái cầu ra kìa. Bắt cái cây đằng kia. Nhưng mà video đấy là kiểu là mình quay nó không được có mà chuyên nghiệp ấy. Mình quay sơ thôi. Đấy. Nên là không có là đăng được. Hả? Mình cứ chào đi không phải sợ. Đây là cái cành này đường này. Đừng bảo đừng bảo chứ lên. Chứ sang cành kia đi. Ngã đấy. Cái này không dai là một chèo. Chặt luôn đi, mày cứ chặt luôn với cái cứ... tận vung vung ra vào mặt chú. Hả? Không phải, ui nó rụng hết mẹ rồi. Cái đi, cứ chặt đi, không phải chờ. Nó nhỏ đấy. Gây đấy, mày điên à? Mày cứ chặt cành vừa nãy đi. Đấy, đủ má nó.
Đây. Ngon đấy. Đây này mọi người. Đây là cái cành này ăn nó ngon. Xong cây rồi đấy. Đấy. Rồi phát nữa. Rồi. Ui, được chưa? Hết rồi. Mà mấy quả này nó ấy hết rồi. Tao ghi ra xuống à? Mấy điểm. Rồi. Đây mọi người. Xuống đây. Xuống. Ăn mấy mấy quả này là nó mẹ ăn được cái rút bố anh mà thấy. Nó ấy rồi. Ăn được không? Ăn mấy quả này ăn được không? Ừ. Để mình cứ ăn thử xem ăn được không. Lấy kìa. Nó lấy quả chín rồi kìa. Phát đi, phát đi. Phát đi, phát đi. Mà cái lá này cũng ăn được này mọi người. Lá này cũng ăn được này. Ăn được nhá. Nhưng mà thôi, có quả thì cứ ăn quả. Tội gì mà phải ăn lá. Đây. Đây là quả du ra chỗ khác thì còn gọi là quả xoan ấy. Mọi người còn nhớ cái đợt mà mình làm cái video mà thách ăn đồ chua không cảm xúc ấy, mọi người còn nhớ video đấy không? Đấy, mình có sử dụng cái quả này luôn này. Đấy. Tí đợi bọn kia lấy muối ra đây. Rồi ăn, cái này ăn chấm muối ăn cực ngon luôn. Đây, thằng này vừa bắt thêm quả hồ nữa. Bỏ đây đi. Đây, ngồi ngay cổng nhà nó, gần cổng nhà nó, bố nó đi cổng kia đi vào. Là thấy thì thôi. Đây, ra đây. Mình ăn nha. Cái này nó lại không có ớt này. Chấm muối nha. Mời mọi người ăn nha. Chua đấy. Cái này là khuyến khích những người mà ăn rồi nha. Ăn rồi thì sau thì mới được ăn chứ. Chứ ăn mà ăn quả này vào là không ăn được, nó xót ruột đấy. Đúng rồi. Gì? À. Nhổ hết. Mà nó chín rồi. Đây. Đây ngồi vào đây ăn mẹ. Đây mời anh em tí. Đây. Ngon đấy. Nó giàu quá. Ngon không? Đây có quả. Ôi. Táo. Đưa vào cái này. Xong. Ôi ngon lắm, ngọt lắm nhưng mà không ngon. Ôi mời mọi người. Ôi. Không mời à? Bây giờ mới ăn. Mời à? Quên không cầm. Không cầm cái chân quay sang mọi người. Quên đấy vội quá. Máy mình nghịch sáng bây giờ. Còn có mấy phần trăm? Còn có 12% về vừa nãy về là 10%. Mới sạc là còn lên 12%. Ngon. Đặt cho mình luôn. Mắm nhôm, mắm nhôm. À. Ăn được biết rồi. Ăn được biết rồi. Ngon. Chỗ người ta đang ăn cứ đứng ở đây. Quay phim. Ôi ngon à. Nói chung là ăn ngồi ngoài vườn này à. Ăn cái gì cũng ngon luôn. Thật vừa ăn vừa không mát đúng không? Ngon không? Không. Cũng đủ má. Nó mặt làm sao? Mát. Gió là cái mặt. Tao lên mát tư rồi trên đường. Hai tư rồi trên đường à? Ngon cưng. Trên tầng à? Ừ. Thì từng thì quá dễ rồi. Không thiệt luôn. Giá gì? Thank you.
giường bố nó về. Mất đồ chứ mày. Đây đi. Đâu quá. A Long có bông nhé. Cho nó mất bông nha. Đưa đi em. Mẹ. Về chờ con. Ngu lùa đây. Cái này phải ăn cái gì nhỉ? Quả chín ăn nó mới ngon. Ngày xưa tuần đi bắt về đi tôm ấy, trứng gà nữa. Đợi mùa này có trứng gà đấy, đợi khi nào chín thì mình sẽ đi là ăn trứng gà cho mình xem. Mọi người biết quả trứng gà không? Ai mà ở thôn quê chắc chắn là biết rồi. Rồi như rùm ba hết nhá. Chửi ạ. Chửi đi bắt. Ôi nhỉ. Bên này còn nhiều nhỉ. Ăn đây này. Phát cứt chung mày. Mày đây. Ok rồi nha. Giờ này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách bốc đầu. Mọi người biết bốc đầu chưa? Đấy, hôm nay nếu ai chưa biết bốc đầu thì mình sẽ hướng dẫn bốc đầu cho mọi người xem nha. Đấy. Dư. Đi. Dư. Bố mẹ xem. Đấy nha. Từ à. Đầu tiên là mọi người biết bốc đầu ấy là phải như thế này. Mọi người lấy đà đạp nhẹ, đạp mạnh càng tốt. Đấy. Mà chả cần đạp mạnh đâu được, mọi người cứ đi bình thường vậy thôi. À mọi người thuận chân đà mà mọi người mà mạnh ấy. Là mọi người đến đây này. Đợi khi nào bạn đạp nó lên trên đây nè. Mọi người đạp phát này. Đá phát là bốc đầu là vừa đạp vừa bốc cái tay lên là nó ấy thôi nha. Nếu bắt cái chân này thì cũng vậy thôi. Đấy ok, bây giờ mình sẽ bốc một đoạn cho mọi người xem nha. Đấy chưa? Từ bốc cho mọi người xem là bốc được không? Đây nha. Cái bốc bóng đi em. Thì video của mình đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và share cho tất cả mọi người cùng xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye.